Xin chào quý vị và các bạn. Vừa qua thì vùng áp thấp ở phía Tây bị nén đang đẩy dần lên, khiến đới gió ở trên khu vực Vịnh Bắc Bộ chuyển dần về Đông Nam và suy yếu chỉ còn ở cường độ cấp 4, cấp 5 nên trạng thái biển trở lại bình thường. Tuy nhiên là ở phần phía Bắc của khu vực thì hình thành những đám mây đối lưu phát triển có thể gây mưa dông và khiến tầm nhìn giảm và gió giật mạnh kèm tố lốc nên tàu thuyền cần cảnh giác khi đi về phía Bắc. Cũng do ảnh hưởng của dãy áp thấp bị nén yếu nên ở phần phía Bắc của vùng biển Bắc Biển Đông trời sẽ chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong 24 giờ tới thì bao trùm lên khắp khu vực Vịnh Bắc Bộ vẫn sẽ là đới gió Đông Nam có cường độ trung bình ở mức cấp 4, cấp 5. Biển không động nhưng mà ở phần phía Bắc của khu vực thì sẽ có mưa dông rải rác làm tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Và trong các cơn dông thì cần đề phòng xuất hiện có tố lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Trên các khu vực biển phía Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa cho tới Vịnh Thái Lan thì gió thịnh hành là có hướng Nam cho đến hướng Tây Nam không mạnh, chỉ đạt khoảng mức cấp 4, cấp 5. Tuy nhiên những đám mây đối lưu luôn được hình thành và phát triển gây mưa rào và dông rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các phương tiện giao thông ở trên biển. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Ở vùng biển phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ thì dãy áp thấp tiếp tục đầy dần lên, nhưng thời tiết ở phần phía Bắc vùng biển này vẫn còn xấu với mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió có hướng Đông Nam mạnh cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa vì thế mà giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Ngoài ra trong các cơn dông có thể kèm theo gió giật mạnh, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của tàu thuyền ở trên khu vực. Vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ thì tuy cũng nằm ở rìa của vùng áp thấp bị nén yếu với đới gió Đông Nam thịnh hành cường độ cấp 4, cấp 5, nhưng thời tiết nơi đây không xấu như là ở vùng biển phía Bắc. Trời vẫn ít mưa và tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, biển ổn định trở lại với những con sóng nhỏ dưới 2 mét, thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, trời hầu như là không có mưa với ban ngày trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km và gió thịnh hành có hướng chuyển dần về hướng Nam cho đến hướng Tây Nam với cường độ trung bình nên sóng yên biển lặng. Ở vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý chỉ có mưa ở một vài nơi vào chiều tối, ban ngày trời nắng nhưng dịu hơn ở khu vực biển phía Bắc. Đới gió thịnh hành ở nơi đây đã chuyển về hướng Tây Nam và chỉ có cường độ ở khoảng mức cấp 4 nên sóng biển không cao, tình trạng biển bình thường. Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm Côn Đảo cũng nằm trong đới gió Tây Nam với cường độ trung bình ở mức cấp 4, cấp 5. Nhưng vùng biển này sau một ngày nắng thì đến chiều tối lại hình thành nhiều ổ mây đối lưu gây mưa dông rải rác làm tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa và đôi khi có gió giật mạnh nên tàu thuyền cần hết sức đề phòng. Ở vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, tuy đới gió Tây Nam chỉ có cường độ ở mức cấp 3, cấp 4, nhưng đây cũng là vùng biển có nhiều mây đối lưu phát triển. Vì vậy, thời tiết trên khu vực có mưa rào và dông rải rác, khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa và ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền ở trên khu vực. Vùng biển Vịnh Tây Lan trong trường gió Tây Nam thịnh hành có cường độ ổn định ở mức cấp 4, cấp 5. Những đám mây dông cũng bao trùm trên khắp vùng biển này gây ra mưa rải rác, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Biển không động và những con sóng nhỏ dưới 2 mét, nhưng bà con ngư dân cần chú ý, có thể xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh trong các cơn dông để đảm bảo an toàn cho chuyến đi biển của mình. Ở khu vực phía Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa thì gió sẽ có hướng Nam cho đến hướng Tây Nam với mức cấp 4, cấp 5 nên biển trong trạng thái bình thường. Ở phía Nam của khu vực thì mưa chỉ xuất hiện thoáng qua ở một vài nơi nên tầm nhìn tốt trên 10 km. Tuy nhiên khi đi lên ở phía Bắc thì bà con cần chú ý đề phòng các có thể xuất hiện những con sóng có độ cao trên 2 mét và những cơn dông bất chợt kèm gió giật mạnh do tác động của rãnh thấp bị nén bởi không khí lạnh ở phía Bắc. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc thì cũng được bao trùm bởi đới gió Tây Nam cho đến gió Nam có cường độ ở khoảng mức cấp 4, cấp 5 nên không gây ra biển động. Thời tiết ít mưa và tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, thuận lợi cho các hoạt động ở trên biển. Khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây thì gió Tây Nam ở đây chỉ có cường độ ở mức trung bình, nhưng đây là khu vực có nhiều mây đối lưu được hình thành và phát triển. Vì vậy mà mưa dông có thể xuất hiện gây gió giật mạnh làm giảm tầm nhìn, đặc biệt là ở phần phía Nam của quần đảo Trường Sa nên tàu thuyền cần chú ý khi đi qua khu vực này.
Thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các vùng trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8030 dành cho thuê bao Viettel hoặc DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8930 dành cho thuê bao mobile phone miễn phí đăng ký. Đến đây, bản tin thời tiết biển của kênh VTC14 xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.